Alo, xin chào quý vị và các bạn. Trời ơi, hôm nay là 30 rồi cả nhà ơi. Mai chủ nhật là mùng 1 Tết âm lịch ở Việt Nam rồi. Ở Việt Nam mà dịp này là người người nhà nhà chợ búa là nhộn nhịp đông vui đi sắm Tết và mọi người là chuẩn bị cái đón cái Tết nguyên đán của năm Quý Mão là rất là nhộn nhịp. Cành đào, cành mai, các kiểu luôn. Năm ngoái mình rất là lâu rồi nhé. Năm ngoái mình về và mình cũng ăn Tết ở Việt Nam. Hay lắm, bao nhiêu năm trời không không ăn Tết ở Việt Nam. Là năm ngoái về mình thấy cũng thích lắm. Và bây giờ mình ngồi đây là mình cứ hình dung ở Việt Nam Tết nhất là mọi người là sắm Tết rồi là chuẩn bị dọn nhà, dọn cửa, làm mới nhà rồi. Xe cộ là lau rồi là các thứ là dọn dẹp sạch hết. Thì ở Việt Nam ấy là cứ bình thường là hay kiêng ngày chủ nhật là không có quét dọn, không có đổ rác đổ giếc gì cả, là người ta kiêng là cái ngày mùng 1 mà đổ đi, như thế là đổ hết lộc, đổ hết của. Không biết là bây giờ có thế không. Thế rồi còn còn có những nhà này còn đun lá 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 rau mùi. Mình nhớ ngày xưa mình ở nhà đấy, ngày xưa ở nhà là nhà mẹ chồng ấy là Tết ấy là cứ đun cái cây rau mùi ấy để rửa mặt cho nó thơm đấy. Mình cũng không hiểu lắm nhưng mà chắc là cho nó thơm hay là để nó kỵ cái gì thì mình cũng không hỏi, rất tiếc là mình không hỏi. Thì nói chung là cái ngày hôm nay là nhộn nhịp lắm đấy, ngày 30 Tết này nhộn nhịp lắm đấy. Tất cả mọi cái tẩy uế các thứ là cho nó sạch sẽ để mà đón chờ mùng 1. Thì ở bên Đức này nhiều lúc mình cứ cảm tưởng như là năm lúc mình quên mình cứ cảm tưởng là ồ hôm nay Tết, xong rồi cứ hỏi ví dụ ai gọi điện để hỏi thế hôm nay có nghỉ không mà quên đấy, nên là Tết của mình như không phải Tết của Đức, nên làm sao mà nghỉ được, là phải đi làm phải theo thôi. Thì còn mọi người Việt Nam ấy là ngấm ngầm ví dụ đi làm hãng thì không nói, hoặc là có cửa hàng riêng ấy thì tất nhiên là vẫn phải mở cửa rồi, hoặc đi làm hãng thì vẫn phải làm. Nhưng mà tối về hoặc là những cái lúc nghỉ đấy là tranh thủ đi mua đồ về để thắp hương các cụ, cũng thắp hương ai mà cha mẹ mất rồi thì cũng thắp hương, mà nếu không thì cũng cũng công ông tông ông công ông táo cũng thắp hương lên bàn thờ, cũng bánh chưng thì đa số là đi mua các bạn. Toàn mua thôi, mà mua rất là mình thấy năm nay ấy là mình không mua như bạn của mình mua ấy, là một cái bánh chưng mà bạn bạn ấy cân cân cứ nói nhiều, bạn ấy cân là một cái bánh chưng là 1 cân 3, 1 cân 3 mà 12 oigo, thế là mình thấy cũng đắt đấy nhỉ, đắt. Nhưng mà thật ra thì cũng không đắt các bạn ạ, bởi vì là từ cái khi mà giá cả nó trượt giá đến giờ ấy, thì là cũng mọi cái gì nó cũng lên, thì người ta làm thì tất nhiên là nó cũng phải có công rồi. Thế này đa số là các bạn chỉ có mua cái về để thắp hương thôi chứ cũng không có mua nhiều. Đấy, thì trời ơi mọi người nhộn nhịp chuẩn bị Tết, thế là trong trong lòng mình cũng cứ hồ hởi. Chủ nhật tuần trước thì những người Việt Nam người ta tổ chức liên hoan văn nghệ rất là vui, rất là thích, có rất là nhiều tiết mục, các cháu rồi người lớn trẻ em rồi ai có tài lẻ gì là mang ra để mà thể hiện, rồi thì mặc ăn mặc rất rất là đẹp. Mình cũng đi nhưng mà rất tiếc cái là mình quay những cái video ấy, nhạc bản quyền ấy, mình vẫn chưa có cách để mà tách cái nhạc cái ra được, cho nên là mình chưa đăng lên được. Thì hôm nay ấy là đến đến chiều thì lại Việt Nam mình tổ chức ở ngoài chùa, là đi tổ chức Tết ở ngoài chùa, thì mình cũng có xu hướng là mình sẽ đi, bởi vì đi ra chùa thì không dám nói trước, nhưng mà hôm nay là thứ bảy thì đi rồi, còn ngày mai là chủ nhật là mùng 1 Tết rồi các bạn ơi. Mà mùng 1 Tết ở Việt Nam thì nhộn nhịp lắm, mọi người nhộn nhịp lắm, nhưng mà ở đây ấy, chúng vào ngày chủ nhật trời ơi vắng như chùa Bà Đanh ấy các bạn ạ. Chủ nhật ở Đức thì đúng là giống giống như cái câu ca người ta nói là
ngày chủ nhật ngày của riêng mình đấy, không ai được đục đụng chạm chạm, không ai được khoan, không ai được gõ cái ngày chủ nhật, phải im, không được gõ, không được khoan, không được làm cái gì. Còn từ đến thứ hai đến thứ bảy thì được phép là ban ngày, ví dụ như là từ 8 giờ sáng, 8 giờ sáng đến 8 giờ tối thì có thể là vẫn được được phép, đến 7 giờ tối thôi là được phép là khoan rồi sửa chữa đục đẽo gõ ghẹt thì được. Nhưng mà gõ là cũng chỉ mức độ thôi nhé. Mà cứ gõ mạnh như này, nếu mà gặp phải cái người mà người ta khó tính ở tầng dưới này, người ta hay gõ cửa, người ta kêu lắm. Ở Đức này họ sống, họ kiểu họ sống khép kín các bạn ạ, họ không có ồn ào náo nhiệt đâu. Đấy thì từ đầu đến giờ mình nói hơi bị dài dòng quá, thì hôm nay ấy là từ cái khi mà nó lạnh mình không ra đường quay được, là mình không vừa đi vừa nói được, thì mình phải cho cái mặt bà già lên đây, cái bà già quá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ một cái video mà cũng nói về Tết các bạn. Các bạn về Tết ấy thì các bạn biết ấy là bao nhiêu năm nay ấy, mấy năm nay là dịch cho nên là người ta không về được, những người không về được, cho nên là từ khi mà mở cửa đến giờ ấy, thì là người Việt mình về rất rất là đông, rất là nhộn nhịp, mà vé vẫn đắt. Thì mình nghĩ là chắc là phải hết lượt, dần dần thì vé nó sẽ rẻ, còn bây giờ vẫn còn đông người về lắm, cho nên là vé vẫn đắt lắm. Và nó có rất là nhiều phức tạp ở cái sân bay quốc tế của Việt Nam ấy. Thì mình đây là mình không bịa mà mình cũng không về dịp Tết các bạn ạ. Nhưng mà mình nghe thấy thì mình chia sẻ để các bạn về Tết thì các bạn có thể cẩn thận, là có người biết, người nào biết thì truyền đạt cho người không biết, và người nào biết rồi thì thôi. Thì vừa rồi ấy là mình được xem ấy, mình được biết rất rất là nhiều những cái trường hợp, ví dụ như là một cái Việt kiều ở Úc nhá, là về là tố ở sân bay, muốn muốn vòi vòi vĩnh tiền mà đòi 500 về cái hàng hóa nước hoa, nó cái là người ta mang về là cũng có đúng quy định thôi, hoặc là mình nghe nói thế, nhưng mà đòi đòi hướng là muốn đút lót 500 đô. Thì về sau đấy, chuyện đi chuyện lại thì cái người mà phụ trách ở sân bay ấy thì nói là bây giờ là không làm gì, và sẽ đề nghị anh ấy là xóa cái video ấy đi, bởi vì bạn ấy, cái bạn đấy là bạn đã quay hết rồi, bạn quay và bạn sẽ bảo là đấy lập biên bản rồi nọ kia đi. Bạn ấy sẽ đăng lên lên mạng, thì hai người nói thì sẽ bảo là xóa đi, thì cũng xóa, cũng sau thì cái Việt kiều ở Úc về là cũng xóa, nhưng mà không xóa hết, thì về sau là vẫn đăng, thì người ta mới hỏi là thế tại sao video xóa này rồi mà lại vẫn còn có video để đăng. Thì chú nói là lục ở trong cái thùng rác ấy, nó vẫn còn là đăng lên. Nhưng mà đấy là mình muốn nói lên là các bạn về là các bạn phải thật lưu ý, phải cẩn thận. Và một cái điều nữa nhé, cũng rất là nguy hiểm. Tất nhiên ý là khi mà mình về nhé, có vàng bạc đồng hồ, tất cả mọi cái, điện thoại các thứ là phải bỏ ra để vào cái hộp để người ta kiểm tra, chứ không được đeo ở tay. Thì có một người ở Mỹ về mà mang một cái đồng hồ trị giá 12.000 đô, thì chỉ có qua cái băng chuyền ngắn cái chỗ kiểm tra ấy thôi mà mất cái đồng hồ của người ta 12.000. Thì sau là người ta mới làm ở Mỹ lên thì đòi xem camera rồi đòi mọi cái, thì không biết là nhân viên kiểm tra lấy hay là cái người người ta đi cùng mà người ta đứng đằng sau mình, hoặc người ta đứng đằng trước ấy, người ta đứng đằng trước ấy, thì nhiều khi ấy là cái băng chuyền, cái hàng thì nó ra trước, nó lên trước rồi, nhưng mà cái người kiểm tra lại chưa qua được. Thế là chính vì vậy mà không theo dõi được, là có thể là cái người dân cùng đi lấy, hoặc là nhân viên lấy, thì cái đấy cũng không biết được. Cho nên là nhân đây thì mình muốn nhắc các bạn ấy là các bạn về là có tài sản riêng hoặc là mọi cái phải hết sức cẩn thận.
Mà nếu mà cái đồng hồ trị giá như thế thì lần sau ấy là các bạn nên là nói với cái nhân viên kiểm tra ấy, nói là đây là cái đồng hồ của tôi trị giá rất là đắt cho nên là cẩn thận giúp, hoặc là cho cầm vào tay như thế nào đấy, chứ để ra mất một cái đồng hồ trị giá 12.000 rất rất là đáng tiếc. Mà cái trường hợp mà dám dùng cái đồng hồ đấy cũng không phải là nhiều, cũng cũng rất là ít, chứ không phải ai cũng dám bỏ 12.000 ra mà dùng đâu, mà mua cái đồng hồ đâu. Phải là cái bạn đấy là chắc là kinh tế khá vững thì mới dám mua cái đồng hồ đấy. Thế còn còn một điều nữa, một cái điều nữa là mình cũng đã được xem tất cả các cái hình ảnh, tất cả cái hình ảnh nào thì mất đồng hồ, rồi nhân viên vòi vĩnh tiền. Là mình cũng có xem hết, nhưng mà thôi thì chắc là các bạn cũng nhiều bạn biết, nhưng mà có nhiều bạn không biết thì mình cũng không cần phải là mở cái hình ảnh ấy nữa, mà mình nói mồm thôi. Thế còn đấy, mình vừa mới nói là một cái trường hợp nữa là mình nhìn mình cũng rất là bức xúc các bạn. Bức xúc vì sao? Vì là nhân viên làm ở sân bay mà bốc bốc vali ấy, hàng hàng ở dưới máy bay lên băng chuyền ấy, ui rồi ôi, tất nhiên là nó nhiều, mà công việc làm hàng ngày thì ok, người ta không không bắt buộc, mà cũng không ai bắt buộc được, không để bằng tay, không không để nhẹ, nhưng mà ta bê thì người ta để thôi. Đằng đây mình nhìn thấy con, mình nhìn mình sốt ruột nhé, cứ cầm cái vali đập xuống như này này các bạn, đập cầm vali đập xuống như này, ui rồi ôi, mình bảo thế kia thì có những cái đồ vỡ dễ vỡ ở trong thì vỡ hết, đập đập nghĩa là đập không thương tiếc luôn đấy cả nhà, rất là sợ. Cho nên là các bạn mà về ấy, là các bạn nhớ là đóng gói chèn thật là kỹ, nhất là những cái hàng nước, cái nước hoa hoặc là rượu ấy, là phải chèn thật kỹ, chứ không có mà cứ bị người ta đập như thế thì hàng gì cho lại được. Bây giờ người ta cầm, người ta quăng thế này, quăng thế này thì đã quá đáng này, đây còn cầm dơ lên này đập xuống các bạn. Úi rồi, không biết là lúc ấy là cái tâm trạng của cái bạn mà làm việc đấy là chắc là cãi nhau với vợ hay là ở nhà có cái vấn đề gì mà đến đấy mà đáng đá mèo cào dế. Trời ơi, nhìn sợ quá các bạn ạ. Đây này, ngày xưa ấy thì nói chung là chắc là nó không có cái trường hợp đấy, hoặc là có nhưng mà không ai quay thì mình không biết. Bây giờ mình nhìn thấy đúng là đáng thương cho những cái người mà có cái vali hẳn nào á. Mình đã có lần nhé, mình đã có lần mà không phải là mình đi về Việt Nam đâu các bạn, mà mình đi đi du lịch, đi đi thuê khai thôi, mà cái vali của mình bị vỡ thì chắc là cũng quăng như thế thì mới vỡ được chứ, nó bị vỡ thế là mình mới bắt đền, thế là họ đền mình cái vali khác đấy các bạn. Thế là nhân đây ấy thì là mình muốn nhắc các bạn là các bạn về các bạn hết sức cẩn thận, cả tiền bạc cũng thế, tiền bạc đi đổi đi đi bán là các bạn phải tìm hiểu ở đâu cho tin tưởng và nó được giá. Và một cái điều này nữa này, các bạn nhớ là các bạn mang tiền về là phải mang tiền mới, đừng có mang tiền tiền nó gọi là tiền tiền cũ đấy, chứ ở ở Việt Nam lại hay thế nhỉ, ở Đức thì không vấn đề, nhưng mà Việt Nam ấy tiền cũ mà hoặc là hơi rách một tí là bị trừ mấy mấy nghìn một tờ đấy các bạn ạ. Chứ các bạn cố gắng là đừng có mang tiền cũ về. Trời ơi. Ok, thì cái video này mình chia sẻ đến đây thì cũng chủ yếu là mình thấy cái nhân viên hải quan làm việc rồi nó có mấy cái tiêu cực, thì mình làm để mình muốn nhắc các bạn là nếu bạn nào biết rồi thì thôi, còn các bạn nào mà chưa biết thì mình xem để mà rút kinh nghiệm. Và nhớ là mang những cái thứ mà người ta nhà nước người ta quy định, chứ đừng có mang những cái mà không được phép thì cũng cứ mang rồi lúc rồi bỏ lại là rất là phí, lãng phí tiền. Chứ người ta bắt bỏ thùng rác nhưng mà mình nghĩ là không có chuyện mà bỏ thùng rác đổ đi đâu, đúng không các bạn? Ok nhé, thì bye bye các bạn nhé, mong các bạn ủng hộ. Bye bye.